Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc vào làm nương, làm rẫy, với mong muốn mang đến cho người thân của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho những đứa con của mình có một tương lai tươi sáng hơn. Anh quyết định rời xa những giây phút hạnh phúc quây quần bên gia đình, rời xa bản làng một thời gian, quyết tâm đi học cái nghề để vượt qua cái nghèo, cái khổ. Kể từ ngày nuôi ước mơ đi học để có lấy cái nghề trong tay nhằm thay đổi cuộc sống, anh đã mất hơn 3 năm chắt bóp, tiết kiệm để đủ chi phí đi học nghề. Rồi anh đến với dạy nghề Thanh Xuân và chọn lớp học sửa chữa xe máy, một ngành nghề dễ học, dễ làm. Đồng thời, nghề này cũng giúp anh có thể phát triển trên chính mảnh đất quê hương mình. Để duy trì được cuộc sống trong thời gian học tập tại trường, anh đã phải vừa đi học vừa đi làm để có thêm thu nhập. Sau một buổi sáng học tập miệt mài trên lớp, khi mọi người đang dành cho mình một giấc ngủ trưa, thì anh lại tranh thủ đi làm tại một cửa hàng sửa chữa xe máy gần trường. Và sau khi kết thúc lớp học buổi chiều, không vội vã về với bố mẹ hay về chuẩn bị cơm tối rồi đi chơi giống như các học viên khác, riêng anh lại tranh thủ từng phút, từng giờ để tiếp tục công việc tại cửa hàng sửa chữa xe máy. Nó vừa giúp anh có thêm kinh nghiệm thực tế, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trong quãng thời gian này. Lớp thì có rất là nhiều bạn người vùng cao. Thì điển hình của anh Chúa ở đây, anh rất là nhiệt tình, chịu khó, lăng lổ, mà điều kiện rất là khó khăn. Với những trường hợp của các anh em ở đây, Chúa cũng như các bạn khác thì đều là người trên vùng cao xuống cả. Thì được cái ở nhà trường mọi người rất quan tâm chăm sóc, vì anh ấy còn lạ nước lạ cái, nhiều khi nói năng còn câu từ, còn thầy trò còn chưa được hiểu được nhau. Thì làm sao để cho anh có được tay nghề tốt nhất, tập trung thỉnh thoảng anh em ở đây cũng để ý cho anh ấy, kể các bạn học cùng bảo ban thêm cho anh ấy tốt hơn. Xin chào tất cả mọi người, và đứng cạnh Bảo Ngọc đây chính là nhân vật chính của câu chuyện trong video ngày hôm nay, anh Thào Nhìa Xúa đến từ Điện Biên. Anh có thể giới thiệu một chút về mình với mọi người nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Thào Nhìa Xúa, mình tên là Tuần Giáo Điện Biên, mình là dân tộc Mông ạ. Dạ, thì anh ơi, anh đã lập gia đình chưa ạ? Mình đã có gia đình rồi. Dạ, anh có mấy cháu rồi ạ? Có 2 cháu rồi ạ. 2 cháu ạ. Dạ vâng, trước khi xuống đây học nghề thì ở trên đấy thì anh làm nghề gì ạ? Mình làm nương ạ. Làm nương làm rẫy đúng không ạ? Dạ, thì với cái nghề làm nương làm rẫy đấy thì không biết là thu nhập hàng tháng của anh sẽ khoảng được tầm bao nhiêu? Khoảng đó thì mình cũng được tính chi về thế là đứa rất ít. Dạ, tức là nó cũng chưa đủ để mình trang trải cho cuộc sống sinh hoạt cũng như là con gái học hành đúng không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng, thì vì sao lại động lực nào lại khiến cho anh là thay đổi, là mình bỏ cái nghề làm nương làm rẫy, một cái nghề truyền thống ở trên bản của mình, để quyết định xuống đây để đi học nghề ạ? Em tính ra là bây giờ kiểu đường đi lại phương tiện ấy là rất là nhiều xe, thế là mong muốn là để đi học nghề sửa chữa xe máy. Dạ vâng, thì tại sao có rất là nhiều trường khác nhau cũng như là giữa nhiều nghề khác nhau thì anh lại chọn học nghề sửa chữa xe máy tại dạy nghề Thanh Xuân? Nói chung là cái đấy là các trường khác thì mình cũng không biết, nhưng mà mình không tin tưởng được mấy. Không tin tưởng, tức là anh chỉ tin tưởng dạy nghề Thanh Xuân thôi đúng không ạ? Dạ vâng, thì cũng như là trong cái quá trình mà mình chuẩn bị đi học, ví dụ như là chuẩn bị về kinh phí này, chuẩn bị về thời gian này, thu xếp các công việc gia đình, thì anh có gặp cái trở ngại hay khó khăn gì không ạ? Và trong cái quá trình mà mình chuẩn bị đi học nghề thì anh có gặp những cái trở ngại hay khó khăn gì không? Ví dụ như là về cái việc thu xếp thời gian này, thu xếp các công việc gia đình, cũng như là chuẩn bị cái chi phí để mình tham gia học nghề ạ? Nói chung là bên em thì rất là đi học này là em chi phí về học hành này là rất là lâu, vì đi học thì rất là trở ngại và khó khăn cho mình gia đình. Gia đình em rất là khó khăn thì chi phí rất là lâu thời gian. Vâng, cụ thể là anh đã chuẩn bị cái phần chi phí để mình đi học nghề là trong vòng mấy năm ạ? Trong vòng được 3 năm rồi ạ. Vâng, chuẩn bị 3 năm mới đủ kinh phí để mình đi học nghề, chứng tỏ là một minh chứng cho cái sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của anh. Trong quá trình mà anh đi học ở đây ạ, thì mình cũng phải mất trong khoảng thời gian đối với khóa sửa chữa xe máy thì trung bình là 6 tháng. Thì không biết là trong khoảng thời gian đấy thì chi phí sinh hoạt của anh ở dưới này thì gia đình có phải gửi xuống không hay là anh tự chủ ạ? Nói chung là đang đến đây thì gia đình chỉ góp tiền cho em để đứng tiền học phí và gia đình sinh hoạt em là em tự đi kiếm ăn. Thì ở dưới đây thì hiện tại anh đang làm thêm công việc gì ạ? Em đang làm thêm công việc đi sửa chữa xe máy ạ. Là anh đã vừa kết hợp học ở lớp cũng như là mình vừa kết hợp mình đi làm thêm ở ngoài để tranh thủ có thêm kinh nghiệm luôn. Và trong cái quá trình anh tham gia học ở tại trường dạy nghề Thanh Xuân thì anh có gặp những cái khó khăn gì hay là anh cảm thấy là cái môi trường học về chất lượng dạy và học ở đây như thế nào ạ? Nói chung là em vào học đây thì em thấy các thầy giáo thì dạy cho các học sinh, giáo viên mình, các học trò mình thì rất là được, rất là tình cảm. Nói chung là các thầy giáo khác thì em cũng chưa tìm hiểu được, nhưng mà thầy, nói chung mình đang học với thầy Định là rất là ok. Thầy Định đúng không ạ? Thầy Nguyễn Văn Định đúng không ạ?
Dạ vâng. Và anh có thể chia sẻ với em cũng như là mọi người một chút là về mong muốn của anh sau khi hoàn thiện xong khóa học sửa chữa xe máy ở tại đây là gì ạ? Em mong muốn là em học xong khóa học và nghề sửa chữa xe máy là em sẽ về nhà để mở cửa hàng để mình có công việc ổn định hơn ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Và qua đây thì anh có muốn gửi đến những cái lời động viên hay khích lệ gì đối với những người và ví dụ người ta đang có ấp ủ mong muốn đi học nghề nhưng mà cũng đang gặp trở ngại về khó khăn về hoàn cảnh hay là công việc gia đình như nào đấy, thì anh muốn gửi lời gì đến mọi người ạ? Em gửi cho các bạn đang mong muốn để học trường ngành nghề trên sau này, nói chung mà đi học thì rất là trở ngại nhưng mà mình phải cố gắng mà đi học để sau này mình có công việc ổn định hơn. Và chứ mình để học thì mình chỉ cần đúng, có tiền đóng học phí là học được, không cần là có nhiều tiền, mình chỉ có tiền đủ đóng học phí là mình học được. Dạ vâng, chỉ cần có đủ tiền đóng học phí là mình sẽ học được. Nên là mong các bạn sẽ cố gắng lên và có nghị lực giống như anh Thảo Nhiều Xúa. Và em và Dạ Nghề Thanh Xuân cũng xin phép được chúc anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu và thành công với sự lựa chọn của mình. Và em cũng mong rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì tại Điện Biên sẽ có cửa hàng sửa chữa xe máy Thảo Nhiều Xúa xuất hiện. Hiện tại Bảo Ngọc đang có mặt tại cửa hàng sửa chữa xe máy mà anh Thảo Nhiều Xúa đang làm thêm ở đây, và đứng cạnh Bảo Ngọc chính là bạn Phương, là đồng nghiệp của anh Thảo Nhiều Xúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Phương về anh Xúa như thế nào nhé. Chào Phương. Phương có thể cho chị một số nhận xét của em về anh Xúa, xem được anh là người như thế nào và kỹ năng làm việc của anh ra sao. Tại vì là anh Xúa cũng mới xuống trường Dạy Nghề Thanh Xuân học được khoảng tầm 4 tuần thôi, nên là chắc là sẽ có rất là nhiều bỡ ngỡ, thì em có thể chia sẻ với mọi người về nhận xét của mình nhé. Mới đầu thì em thấy anh Xúa làm ấy, anh ấy cũng trầm tính, người ít nói. Chắc là mới xuống tiếp xúc môi trường bên ngoài hơi lạ lẫm, thì anh ấy cũng tiếp thu nhanh. Chịu khó, anh Xúa chịu khó. Nhiều tiếng ấy, tiếng anh ấy nói là em cũng không hiểu. Chắc là anh ấy ở trên, anh ấy ở Điện Biên nên là ở vùng trên bản, nên là có nói, nhiều nói cái anh mất bản địa anh ấy em không hiểu. Thì có gì em hỗ trợ anh ấy thêm nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Mong rằng câu chuyện của anh Thảo Nhiều Xúa, học viên lớp sửa chữa xe máy của trường Dạy Nghề Thanh Xuân ngày hôm nay sẽ chạm được đến với thật nhiều người. Và mong rằng những ai đang ấp ủ ước mơ thay đổi cuộc sống, hãy thay đổi hành động của mình, ắt kết quả sẽ thay đổi. Hãy tự mình thắp lên ngọn lửa sáng nhất cho cuộc đời của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và nếu câu chuyện ngày hôm nay mang lại cho bạn một giá trị nào đó, đừng ngần ngại, hãy nhấn nút like và chia sẻ để lan tỏa câu chuyện ngày hôm nay đến với thật nhiều người hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.